Thì hôm nay mình lại có một trả bài mới dành cho các bạn đây. Trả bài hôm nay sẽ là lối đi nào cho bạn ha. Ví dụ như là bạn không biết mình nên làm gì, tiếp tục hay dừng lại hay như thế nào đó, kiểu lạc lõng ấy. Thì các bạn có thể xem một trả bài này ha. Ok. Ở đây mình có 3 tụ bài nha. Tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Các bạn có thể chọn cho bản thân mình một tụ ha. Hiện tại đá thì tụ 1 các bạn sẽ có viên đá màu xanh. Xanh nhạt nhạt ha. Đó. Tụ 2. Các bạn sẽ có một viên màu cam. Trắng cam nha. Lấp lánh ha. Tụ 3. Các bạn sẽ có... Ôi viên này to quá. Bóc viên nhỏ nhỏ lại. Một cái viên màu trắng. Rồi. Mình cho các bạn 5 giây để chọn tụ nha. Hôm nay mình cũng sẽ cho các bạn chọn bộ bài luôn. Lối đi nào cho bạn. Tụ 1 các bạn có một bộ bài màu đỏ. Tụ 2. Các bạn có bộ bài màu xanh biển. Mình lấy đủ lá bài ra cái đã. Đó. Tụ 3. Tụ 3 các bạn có một bộ bài màu đen. Rồi. Các bạn cứ chọn tụ đi ha. Mấy nay mình vừa mới xong nhà mọi người ơi. Bây giờ mới like được. Có thể sắp tới sao sẽ like thường xuyên hơn ấy. Bây giờ mình sẽ chọn nhạc cái nha. Rồi mình mới có thể đọc. Quên. Thôi khỏi nhạc đi. Vào like luôn đi, đọc bình luận của các bạn luôn đi ha. Hôm nay các bạn chọn tụ mấy nè? Chào Thơm Lê. Hi Lâm sao chào bạn ha. Hello chị, chúc chị buổi tối vui vẻ, em chọn tụ 2. Isana, ok bạn. Ricky Võ, hello Lâm sao. Trời ơi, trốn lâu quá vậy bạn mình. Mình bận nha. Mình bận sửa nhà. Thơm Lê, thất tình lần 2 quay lại. Trời khổ vậy. Ricky Võ chọn tụ 1 vậy. Cảm ơn em nhỏ nhé. Lớp chưa lên sao. Ok, cảm ơn bạn. Hôm Lê mình chọn tụ 3. Dũng Lê, lâu lắm mới xem được like của sao nè. Hôm nay sao mới like lại nha mọi người. Hồng Long Nguyễn chào làm sao. Buổi tối vui vẻ. Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn và mọi người buổi tối vui vẻ nè. Tối mát mẻ ha. Ok, hôm nay mình sẽ chọn tụ 3 nha. Hôm nay mình chọn tụ 3 ha. Rồi các bạn chọn tụ xong rồi phải không? Mình bắt đầu từ tụ 1 nha. Mình sẽ cất 2 tụ này để đây. Rồi tụ 1 nha các bạn. Tụ 1 các bạn có viên đá màu xanh ha. Xanh nhạt nhạt nha. Ok, xin chào các bạn. Tụ bài số 1. Xem là lối đi nào cho bạn. Ở đây bạn có một lá lover nha. Có thể tụ 1 đi đến con đường tình yêu ha. Đấy. Hoặc là có thể hỏi là có lối đi nào hay không. Thì những cái lối đi trong khoảng thời gian sắp tới của bạn sẽ là những cái bước ngoặt rất là quan trọng trong cuộc đời bạn sắp tới ấy. Nên là bạn phải suy nghĩ bằng trái tim của mình xem là cái nào nó thật sự phù hợp với mình nha. Ok, tiếp nè, bạn có một lá sáo kiếm. Rồi, hiện tại thì mình cảm thấy bạn sẽ ở trạng thái trốn chạy trước, ở trạng thái gọi là muốn trốn tránh mọi thứ, muốn tìm một nơi nào đó bình yên để đến, muốn tìm một người nào đó bình yên để mình quen, để mình sống chung, hoặc là những cái muộn phiền hoặc là những cái đồ đạc gì đó trong cuộc sống của bạn, bạn cũng cần phải dọn dẹp, bạn cũng cần phải dời đổi hoặc di chuyển gì đó ở đây nha. Tại vì tùy theo trường hợp của mọi người, nhưng nếu theo cái lá bài này thì mình cảm giác là bước ngoặt của bạn nó liên quan tới tình cảm, những cái chuyện cũ hoặc những cái điều gì đó mà nó khiến cho bạn cảm thấy không ổn thì có thể bạn sẽ bỏ qua được, và bạn đang bước đến một cái giai đoạn gọi là bình yên hơn, khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, hoặc là một cái gì đó có thể mở khóa được trái tim bạn và bạn cảm nhận được điều đó bằng trái tim mình cũng được. Rồi bây giờ xem tiếp là lối đi nào cho bạn ha. Ở đây lá lover của bạn có tận 2 người nha, và có một cái ổ khóa ở đây và có cái chìa khóa ở trên luôn. Thì mình cảm giác nếu liên quan tới tình cảm á, thì cả bạn và cả người kia đều tạo ra một cái ổ khóa ở đây, và bạn cùng người đó kết nối với nhau và giống như tạo ra một cái niềm tin nào đó ở đây. Mình cảm giác như vậy. Tức là chỉ những ai có chìa khóa thì mới có thể mở được ổ khóa. Thì những người ngoài á, họ sẽ không có ảnh hưởng được cái mối quan hệ giữa bạn và họ đâu. Đấy, chỉ có bạn và họ mới có thể mở cửa trái tim nhau hay cái gì đó ha. Rồi, thêm một lá 4 gậy nữa nè. Thật sự tụ 1 các bạn sẽ rất là hạnh phúc về vấn đề tình cảm nha. Tụ này lối đi nào cho bạn, nó luôn nhắc đến về vấn đề tình cảm, cảm xúc. Mình sẽ nói về tinh thần của bạn trước nha. Tại vì ngay từ đầu mình đã nói tinh thần của bạn là mang tinh thần chạy trốn, muốn bỏ mặc mọi thứ để mà đến một nơi bình yên hoặc một mối hệ bình yên. Và bạn có thể đến một bữa tiệc nè, hoặc bạn gặp gỡ người bạn của mình, có thể là bạn đời, tri kỷ, hoặc người yêu, hoặc vợ chồng tương lai gì đó, hoặc là người mà mình đang hợp tác và có những cái vấn đề bất ổn gì đi chăng nữa trong cuộc sống, nhưng bạn vẫn có tình yêu bên cạnh, bạn vẫn sẽ có một người nào đó gắn kết cùng bạn, hoặc cùng hỗ trợ, cùng hợp tác gì đó. Có niềm tin trong cái kết nối tình cảm nha. Đấy. Đối với những bạn nào độc thân thì mình nghĩ bạn sẽ bắt đầu bước sang cái giai đoạn là mình sẽ đi tìm kiếm điều gì mình thật sự thích, điều gì mà mình thật sự gọi là bị thu hút. Ở đây có một cái lá Ace of Wands ở đây, thì mình nghĩ bạn trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có những cái niềm vui nho nhỏ, có những cái điều gì đó thú vị mà bạn rất là muốn làm, có những cái sở thích nào đó mà bạn rất là thích, hoặc là bạn muốn dành tình cảm cho ai đó ở đây nữa. Bạn sẽ đi tìm kiếm những cái cơ hội nào đó cho cuộc sống của mình, cho sở thích của mình. Ở đây mình không nói là liên quan sự nghiệp không đâu. Sự nghiệp thì một số bạn sẽ phải rời bỏ những cái điều cũ để mà bắt đầu cho mình những khởi đầu mới. Và bạn làm được không? Bạn làm được. Quan trọng là bạn khi nào bạn muốn bắt đầu thôi. Tại vì năng lượng này mình thấy nó đang ở trạng thái gọi là một cái cành cây mà nó đã nhú mầm rồi, và nó đang trong giai đoạn gọi là búp búp và nó muốn nở hay không. Thì có thể giai đoạn trong Giai đoạn tương lai của bạn là giai đoạn mà bạn tận hưởng những khoảng thời gian mà bạn cảm thấy thoải mái và bình yên hơn. Bạn tận hưởng những cái thú vui, những cái sở thích nào đó mà bạn thích, những cái chuyến đi nào đó cũng được. Tại vì ở đây mình có thấy có cái chuyến đi ha, chuyến đi gọi là ngắn hạn. Đấy, hoặc bạn hợp tác cùng ai đó để mà tạo ra một cái công việc nào đó cũng được. Mình không hẳn sẽ là cùng một người nha, mà mình cảm giác nó sẽ là sự gắn kết trong tình yêu nó nhiều hơn ở đây ha, sự hợp tác trong tình yêu nó nhiều hơn. Ok, nó đi nào cho bạn. Lời khuyên cho bạn ha. Ở đây mình thấy là sẽ có những cái lựa chọn khá nhiều, nhưng mà những cái lựa chọn ở giai đoạn hiện tại hoặc sắp tới của bạn thì bạn chưa thật sự xác định được. Nhưng mà bạn sẽ phải trải qua một giai đoạn mà khiến cho bạn stress ấy, khiến cho bạn phải suy nghĩ nhiều, phải đắn đo rất nhiều. Nên hay không, nên dứt khoát hay không, hay là bắt đầu hay không ở đây. Và cái điều đó sẽ khiến cho bạn e ngại bởi nhiều thứ nữa. Mình chỉ thấy có thể tới phút cuối bạn sẽ quyết định chọn được một điều mà bạn cảm thấy phù hợp với bạn. Giống như bạn tìm được cái chìa khóa mà có thể cắm được ổ khóa trái tim bạn nè, hoặc là bạn tìm được một cái gì đó nó phù hợp với bản thân bạn. Đấy, giống như bạn tìm ra một cái kết quả nào đó, một cái gì đó nó bạn cảm thấy là đúng cũng được. Cho nên là bạn sẽ rất là thẳng thắn, dứt khoát để mà tiến đến cái điều bạn thích. Có thể là người bạn thích, có thể là một cái giai đoạn nào đó mà bạn đã rối rắm rất nhiều, nhưng bạn có thể vượt qua được nó. Bạn không còn muốn suy nghĩ nhiều nữa, bạn dứt khoát luôn. Bạn chỉ chọn những cái điều mà bạn cảm thấy thoải mái ở thời điểm này thôi. Chứ bạn không có muốn suy nghĩ nhiều nữa, bạn sẽ tùy duyên để mà tìm kiếm những cơ hội mới nào đó, hoặc là trải nghiệm với những điều mới, xem là cái nào tốt. Mình cảm giác giai đoạn trong tương lai của bạn là giai đoạn thử nghiệm trải nghiệm khá nhiều. Ví dụ như bạn chưa chắc chắn là mình thử cái đó có thành công hay không, nhưng bạn cũng sẽ thử xem là nó ổn không đó. Ok, tụ bài số 1 mình nhấn mạnh thêm một lần nữa, con đường nào cho bạn. Nó sẽ là một con đường mới, nó sẽ là một cái khởi đầu mới, một cái gì đó bạn mở ra, hoặc bạn kết hợp với người yêu của bạn hay cái gì đó. Cũng có thể là những cái sở thích mới nào đó mà bạn sẽ thử nghiệm cũng được, và bạn sẽ tùy theo số phận sắp đặt làm sao thì mình sống vậy. Nó giống như cỏ bị đạp thì bạn lại mọc tiếp á, và bạn lại mọc ở những nơi nào đó mới cũng được, kiểu vậy. Chứ mình không thấy là một cái gì đó mà bạn sẽ tắt nắng hẳn đâu, mà là bạn vẫn sẽ hồi sinh lại, hoặc bạn sẽ vẫn có một cái năng lượng mới nào đó nó xuất hiện để mà bạn tiếp tục trên cái hành trình của bạn. Chỉ là giai đoạn này bạn sẽ cảm thấy bạn muốn tìm những cái điều gì đó mà nó bình dị, nó bình yên, hoặc những cái điều gì đó thật sự hợp với bạn để mà bạn gắn kết á. Mình cảm giác nó như là một cái gì đó ít mà chất cũng được, hoặc là mới nhỏ nhưng mà thử sức thử vận của mình cũng được. Chứ thời vận của bạn thì bạn vẫn phải chờ cho số phận sắp đặt, mọi thứ nó đều được sắp đặt sẵn. Nên là bạn không thể nào nóng vội, mà không phải là có một cái kết quả ngay và liền cho bạn. Nhưng ở đây mình nói là nó có cơ hội, bạn cũng có thể làm nếu bạn thích đó. Chỉ là mọi thứ nó phải là trong ý nghĩ, trong ý tưởng, nó xuất phát từ cái mà bạn thực sự thích ấy. Xong rồi bạn muốn hành động thì nó sẽ có cho bạn. Mình ví dụ ha, bạn muốn đến với người yêu của mình, bạn muốn kết hôn, hoặc bạn muốn cùng ai đó đến những cái buổi tiệc vui vẻ gì đó cũng được, hoặc là muốn gắn kết với nhau, có một cái cuộc sống hạnh phúc gì đó, thì miễn bạn thích, bạn có thể di chuyển, bạn có thể cho cơ hội, hoặc là bạn có thể trải nghiệm thử với cái người của bạn đấy. Còn nếu trong sự nghiệp thì mình cảm giác trong số rất là nhiều những cái điều quá khứ mà bạn đã làm, thì có thể giai đoạn này là giai đoạn bạn muốn nghỉ ngơi, bạn muốn tìm một cái chốn bình yên nào đó để mà bạn Tận hưởng một những cái khoảng lặng yên bình của bạn với những cái sở thích nhỏ nhỏ gì đó của bạn trước, rồi bạn mới bắt đầu xem thời vận, xem gọi là hoàn cảnh ra sao, bạn mới tạo ra cho bạn một cái khởi đầu mới. Nên là tụ bài này mình nhấn mạnh nó luôn luôn liên quan tới những điều mới, những cái dự định mà bạn sắp ấp ủ, sắp bắt đầu và nó cần phải chờ theo thời gian hay gì đó thì nó sẽ làm được, miễn bạn vẫn thích nó ha. Nhưng năng lượng này có thể bạn hơi hướng về cảm xúc một chút, hơi hướng về tâm trạng một chút, chứ không phải là những cái gì đó quá thực tế ở thời điểm này được. Cho nên là những cái suy nghĩ mà mình nghĩ theo cái hướng thực tế thì nó chưa thực hiện được nhiều, nhưng những cái suy nghĩ mà theo hướng lãng mạn, theo hướng sáng tạo, theo hướng gọi là ý tưởng hay ho gì đó thì nó sẽ rất nhiều nha. Cho nên là giai đoạn này mình nghĩ nó sẽ là giai đoạn mà nghỉ ngơi và lên kế hoạch, sau đó thích làm gì thì làm, và làm thì có thể là thử thôi xem là ổn hay không, rồi tương lai tính tiếp ha. Tụ bài này sẽ có một cái giai đoạn để bạn nghỉ ngơi, để mà bạn trốn nơi bình yên nào đó của bạn đấy, xong rồi bạn giống như bạn xả stress gì đó, bạn xả năng lượng của bạn xong rồi bạn bắt đầu bạn hồi sinh lại năng lượng của mình đấy, rồi bắt đầu bạn mới giống như cái mầm cây và nó bắt đầu nó lú mầm ra và nó bắt đầu hướng ánh nắng mặt trời, đón nhận những cái điều tươi mới, hoặc là bắt đầu trải nghiệm với những điều mới tiếp kiểu vậy. Nên mình chốt lại tụ 1 nó sẽ là một cái khoảng lặng cho bạn nghỉ ngơi một chút, để mà bạn trốn tránh một chút, sau đó bạn sẽ lại tiếp tục trên cái hành trình nào đó của bạn ha. Và mọi thứ bạn cứ tùy duyên thôi, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, để suy nghĩ nhiều mà cái nào nó cũng chưa có cái gì chắc chắn hết thì suy nghĩ nhiều nó cũng khiến cho bạn mệt thôi. Cho nên là bạn cứ dứt khoát đi, dứt khoát và cứ để mọi thứ tự nhiên thôi là được. Ok, mình sẽ kiếm một bộ bài về tích cơ cho các bạn tụ 1 nha. Chữ cái các bạn có chữ A, chữ M. Tụ này sẽ bước qua cái chuẩn bị thôi, chuẩn bị bước vào cái giai đoạn gọi là nghỉ ngơi, hoặc bước vào cái giai đoạn gọi là lặng của mình một chút. Đấy. Rồi sau đó lại tiếp tục với những điều mới, mình cảm giác như vậy. Hoặc là bạn sẽ nằm trong cái khoảng chán chường và suy nghĩ quá nhiều nhưng mà không làm được gì á, xong rồi sau đó bạn mới dứt khoát để mà bạn thử nghiệm với những điều mới cũng được. Chữ cái các bạn có chữ S, chữ X, chữ A, chữ M ha. Cung hoàng đạo các bạn có Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử. Tụi này ý tưởng nhiều lắm, nên là cứ từ từ xem là trái tim bạn thật sự thích gì ha. Ví dụ mình không cần phải biết tính toán theo kiểu thực tế xem là nó có thành công hay không, mình đừng tính toán kiểu đó, nó có hợp nhau hay không mình cũng không cần tính toán kiểu đó, mà mình chỉ cần biết là ok bây giờ hai gì ngọn chỗ mà cứ lo lắng cũng làm được gì, thì mình cứ trải nghiệm đi, mình cứ thử đi, không được thì thôi sang cái khác kiểu vậy, đơn giản thôi ha. Tụ 2 nha các bạn. Tụ 2 các bạn có viên đá màu cam nha. Xin chào các bạn, nhận tụ bài số 2. Xem là lối đi nào cho bạn. Trời, chết tiệt luôn. 8 kiếm luôn. Hình như có rất là nhiều những cái điều mà bạn cảm thấy bực bội, có thể là những cái gì đó bạn cảm thấy không ổn, mất công gì đó, hoặc là nếu mà theo cái tình trạng gọi là bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng mà nó không đạt được ấy, hoặc là nó chưa thành công, hoặc là nó chưa có như mong muốn của bạn, hoặc là bạn đã bỏ công sức quá nhiều nhưng mà cái hoàn cảnh nó không ổn, kiểu kiểu vậy. Mình cảm giác là Bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều những cái lần bị huấn luyện ấy, những cái lần mà phải test lên test xuống á. Điều đó sẽ khiến cho bạn cảm giác giống như là phải bứt phá cái giới hạn của bản thân ấy. Nhiều khi nó sẽ là sự nhẫn nhịn của bạn, hoặc là sự thay đổi của bạn từng ngày. Giống như là có nhiều thứ khiến cho bạn bực bội, ờ, hoàn cảnh nó không tốt, hoặc là bạn đã thử nhiều cái rồi nhưng mà nó vẫn chưa có ổn, vẫn chưa có thành công gì đó kiểu vậy đó, thì bạn cảm thấy mình bỏ sức quá nhiều nhưng mà nó vẫn chưa đạt được kết quả như như cái sự công bằng của bạn muốn. Giống vậy, mình ví dụ như bạn quen một ai đó mà bạn cũng đã nỗ lực rất nhiều, bạn cũng đã thử rất nhiều cách hoặc làm nhiều thứ gì đó, nhưng mà bạn cảm thấy là cái điều mình nhận lại nó không có xứng đáng, hoặc là nó không có được tốt lắm, kiểu kiểu vậy ha. Ờ, Và nó luôn là một cái gánh nặng khiến cho bạn cảm thấy trong lòng khó chịu, hoặc là ví dụ như người ta không hiểu bạn, người ta không hiểu cho những cái khó khăn của bạn, hoặc là người ta gọi là người ta để cho bạn cứ bực bội hoài cũng được. Mình cảm giác cái tụ bài này, những cái chuyện cũ, những cái chuyện gì mà bạn đã từng trải qua á, nó khiến cho bạn dằn vặt và bạn không có buông xuống được ha. Ok, nó dằn vặt đến mức mà bạn quên, muốn quên quên cũng không được á, giống vậy. ờ Rồi, tụ này rất là mong chờ một cái lối thoát, một cái cách giải quyết vấn đề, một cái suy nghĩ nào đó cho nó gọi là buông não ra, làm sao cho có thể buông được những cái áp lực xuống, buông được những cái bực bội xuống, buông được những cái chuyện cũ xuống, hoặc buông được những cái chuyện mà bạn cảm thấy không công bằng, bạn cảm thấy khó chịu, bạn cảm thấy su cà na gì đó, hay là bạn cảm thấy tình huống không ổn với những cái điều mà mình đã cố gắng cũng được đó. Mình chỉ cảm giác là bạn biết rõ là dù chuyện tốt hay không tốt xảy ra trong cuộc đời bạn thì bạn cũng phải đi tiếp, chứ bạn không thể nào mà cứ dậm chân mãi trong quá khứ hoặc trong những gì mà mình đã nỗ lực nhưng không được ha. Đấy, mình chỉ có thể khuyên như vậy thôi. Cái duy nhất bạn có thể tự giải thoát chính bản thân mình, tự buông bỏ xuống được, đó là mặc kệ. Giống như là ok, ví dụ như là người ta từng từng làm những cái chuyện gì đó khiến cho bạn không vui, khiến cho bạn gọi là không hiểu lý do, khiến cho bạn cảm thấy là bị bỏ rơi, bị phản bội, hay là bị cái gì đó, trách nhiệm nhiều hơn về phần bạn kiểu vậy đó. Hoặc bạn làm nhiều thứ rồi nhưng mà người ta bỏ mặc bạn làm một mình hết, người ta không quan tâm nữa cũng được. Ừ, Có những cái trường hợp khiến cho bạn cảm thấy là bất công á. Ừ, Nó đè nặng lên bạn. Cái lối thoát duy nhất của bạn ở đây nó là trong suy nghĩ, gọi là đằng sau cái sự bắt đầu nó là sự kết thúc. Nếu bạn muốn kết thúc mọi thứ thì bạn có thể là, nếu đối với một ai đó bạn có thể nói chuyện lại với họ, hoặc nói chuyện với một ai đó mà bạn cảm thấy là như thế nào là công bằng, như thế nào là xứng đáng cũng được, thỏa thuận lại với nhau rồi kết thúc cũng được đó. Hoặc bạn có những cái chuyện nối tiếc gì đó trong quá khứ á, mà bạn không vui á, mà bạn không biết phải làm sao để mà có thể xóa đi những cái chuyện đó, hoặc xử lý những vấn đề đó cho xong để mà bước tiếp trong cái cuộc sống của mình. Hoặc nó có một cái câu hỏi nào đó, một cái thắc mắc nào đó mà bạn chưa hiểu tại sao á, thì bạn có thể tìm đến cái vấn đề đó để mà giải quyết. Chứ mình không nghĩ là theo thời gian mà bạn cứ bám chấp mãi từng ngày mà nó cứ chắc chồng, chứ nó không hề buông xuống, nó không hề xóa đi được, nó cũng không hề gọi là ờ, nó hơi bị tâm lý nạn nhân á, hơi bị tâm lý một mình phải gánh chịu mọi thứ á. Mình ví dụ thôi, ví dụ như bạn quen một ai đó mà bạn cảm thấy bạn làm mọi thứ nhưng mà không được gì đó, hoặc là bạn bị phản bội nhiều quá, hoặc bạn bị sao sao nhiều quá, nói chung là không ổn về tâm lý, thì nó cũng đã đến một cái giới hạn tận cùng của bạn rồi. Có thể thời gian rất dài, có thể nhiều chuyện nó chồng lên chứ không phải một người làm cho bạn như vậy đó, thì tất cả mọi thứ nó cũng đến lúc là nên qua, chứ không thể nào mà bạn cứ bắt buộc là người ta phải quay lại để cho bạn cái sự trả lời, người ta phải quay lại để cho bạn cái sự công bằng, hay là người ta phải đền đáp lại như cái cách bạn đã cho, kiểu vậy, hoặc là người ta phải trả giá với những gì mà bạn đã phải chịu đựng. Đâu nó theo cái kiểu gọi là buông tha cho mọi thứ đi, buông tha cho quá khứ của mình, buông tha cho chính mình đi. Đó là cái cách tốt nhất thôi. Buông tha cho người ta luôn là cái cách tốt nhất để mà bạn cảm thấy tự do và thoải mái ha. Tại vì cái tủ này nó lối thoát của nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như bạn làm một cái công việc nào đó mà bạn cảm thấy bạn đã làm lâu rồi mà nó cứ từng ngày mà nó không có đạt được kết quả cao, hoặc là bạn tiếc nuối những cái gì đó trong quá khứ, những cái khoảng thời gian nào đó trong quá khứ của mình mà bạn không thể nào mà thay đổi hoặc là bứt phá hay là bước tiếp được trên cái đoạn đường tiếp theo của bạn. Bạn luôn bị dướng mắc ở một cái tình huống nào đó mà bạn không có bước tiếp được ấy, hoặc bạn không có tìm được cách, thì cách tốt nhất đó là bỏ hết đi, xem như là mình số 0 gì đó, mình chưa biết gì, mình chưa từng làm cái gì, mình chưa từng quen ai, trắng luôn đi, xé giấy, từ giấy mà quẹt một đùi rồi bây giờ không biết đường làm sao để mà xóa thì thôi, dục hết đi, làm lại, coi như là một người chưa từng trải qua những gì cả. Có thể rút lại lấy cái kinh nghiệm cũng được, nhưng những cái nỗi đau coi như là mình để tay vô lên trán rồi mình nói là delete nó đi, là coi như là bỏ nó đi á. Đó, rồi mình làm lại. Ví dụ như công việc thì mình tìm một cái việc nào đó mà mình hứng thú hơn, mình tìm một sở thích nào đó khác cũng được, à, một cái gì đó mà quá khứ nỗi đau hoặc là những cái gì dằn vặt đó mà hoàn cảnh nó không ổn á, thì thôi nét nó đi, mình tìm một cái gì đó nó ổn hơn đi. Tại sao phải cắm đầu vô cơn giông bão rồi trách trời trách đất, trách người ta bỏ mặc mình mà không tự bước ra khỏi cơn giông bão đi. Thậm chí cơn giông bão nó qua lâu rồi mà mình vẫn đứng đó để mà mình cố gắng làm sao để mình thay đổi tình hình hỗn độn ở dưới cơn giông bão đã tạo ra. Tại sao kiểu vậy? Ok, khi mà bạn có thể đứng vững được trên cái cuộc sống của bạn, có thể về mặt kinh tế đi, có thể là bạn đã trải qua được rất là nhiều thứ để bạn có thể tích góp được cho bản thân mình kinh nghiệm nè, sức lực nè, sự kiên trì nè, sự lì đòn gì đó của bạn ha, hoặc là bạn trở nên thông minh hơn gì đó, thì đó là cái giai đoạn bạn nên tận hưởng với những gì mà bạn đã tạo ra và bỏ hết được những gì trong quá khứ là ok rồi. Đó, bạn có thể trải nghiệm tiếp với những cái điều mà bạn cảm thấy là tuyệt vời. Có thể là một người nào đó mà bạn tiếc nuối, một cái tình cảm nào đó mà bạn muốn mang đến trong quá khứ, hoặc một kỷ niệm đẹp nào đó. Bạn chỉ nên giữ những kỷ niệm đẹp, bạn chỉ nên giữ những ký ức tốt, thì nó sẽ khiến cho cái tâm trí của bạn nó như một cái dòng sông thanh sạch, ngọt ngào, yêu thương. Còn nếu mà bạn luôn giữ những cái điều tiêu cực, những cái gì mà không vui, không ổn trong quá khứ, trong khi người khác đã quên mất tiêu rồi, trong khi người khác đã đi mất tiêu rồi, thì tự bạn làm cho cái hồ tâm trí của bạn nó đục thôi. Đấy, thì mình chỉ có thể khuyên bạn duy nhất là sau khi mà bạn đã trải qua được mọi thứ rồi, thì cái con đường tiếp theo của bạn đó là hãy giữ những cái điều tốt đẹp, hãy giữ những cái điều mà ngọt ngào, những cái điều tuyệt vời giữa người với người, hoặc là giữa những cái điều mà bạn được nhận trong khoảng thời gian sắp tới. Tại vì mình cảm giác có ai đó sẽ mang đến cho bạn những điều gì đó nữa, có thể là những người quen thân thuộc nào đó của bạn, hoặc là một ai đó mang đến cho bạn một cái điều tuyệt vời nào đó ở đây, chứ không phải là, hoặc bạn muốn mang một cái điều tuyệt vời gì đó cho một ai đó trong quá khứ cũng được, một người bạn từng biết gì đó cũng được. Mình không biết là quá khứ nó đã tồi tệ đến khi nào mà bạn có thể xóa được, khi nào bạn có thể quên được, nhưng nhờ vào những chuyện đó bạn mới có thể đạt được một cái vị thế cao, hay là một cái sự trưởng thành hơn, hoặc là bạn mới có thể gọi là hiểu hơn, bạn mới có thể hiểu hơn về bản thân mình trong quá khứ, phiên bản mình ra sao, hiểu hơn về những gì quá khứ người ta đã làm với bạn ấy, ai đó xử tốt với bạn và ai khiến cho bạn cảm thấy bất công, khó chịu. Về sau bạn sẽ trở nên gọi là hiểu chuyện hơn á. Đấy, thánh thiện hơn ha. Giữa mặt tối và mặt sáng thì bạn có thể cân bằng được, chứ bạn cũng không thật sự sẽ là quá tiêu cực hay là quá lý trí nữa. Mình cảm giác nếu ngày xưa bạn giống như một con robot là tôi phải đòi hỏi sự công bằng, hoặc là tôi phải thực tế lý trí hơn, thì hoặc là tôi sao luôn gặp những điều bất công vân vân các kiểu. Nào, mình cảm giác phiên bản của bạn hiện tại hoặc tương lai gì đó ha, nó sẽ là một phiên bản nhu mì hơn, một cái phiên bản mà bạn cảm thấy thoải mái hơn với chính mình á, mà nó cân bằng lắm, nó hiểu hơn cho bản thân mình và người khác, nó không còn những cái điều mà bạn cảm thấy là độc hại nữa đâu. Nên là mình cảm giác cái hồn của bạn nó được nạo sạch á. Đấy. Ok. Có thể các bạn sẽ hướng về bên trong của mình, hướng về những cái gì mà các bạn đã tạo ra, và các bạn có thể gọi là tiếp tục trên cái hành trình của bạn mà bạn cảm thấy ổn hơn á. Đấy. Tụ này sau những vất vả các bạn sẽ đạt được những cái thành tựu liên quan tới tiền bạc vật chất gì đó ở đây nha. Nhưng mà vất vả của các bạn cực kỳ nhiều. Có thể ở giai đoạn đầu khi mà bạn nỗ lực 8-9 phần 10 phần luôn, nhưng bạn không có đạt được những cái điều xứng đáng. Nhưng sau đó, sau khi mà bạn buông bỏ được, bạn không còn chấp niệm là thế này hay kia, mà bạn tìm ra được cái cách giải quyết lối thoát cho bản thân mình, bạn buông bỏ sạch hết và bạn làm lại từ đầu, hay là bạn tích góp từ từ, kiên nhẫn hơn đó, không có vội vàng, không có nóng vội với những cái điều mà mình đã làm trong quá khứ nữa, thì đó là lúc mà bạn có thể tạo ra được những cái thành tích nào đó và bạn bình yên lắm. Khát nước quá. Ok, tích cơ cho các bạn tụ 2 nha các bạn. Tụ 2 khổ sở trong cái vấn đề phải quên. Phải quên đi những cái điều mà mình đã trải qua. Tích cơ các bạn có chữ G, chữ Y ngắn, chữ M, chữ L. Cung hoàng đạo các bạn có sông Ngư, Bảo Bình, Bạch Dương, Sâm Tử. Tụ 2 ra tất cả thì nhẹ nhàng hơn ha. Rồi, tụ 3 nha các bạn. Xin chào các bạn, tụ bài số 3 các bạn có viên đá màu trắng nha. Ok, xem là lối thoát nào cho bạn, lối đi nào cho bạn. Tụ này bạn có khá là nhiều những cái cơ hội, hoặc là những cái dự trữ, những cái dự tính nào đó trong kế hoạch của bạn. Bạn còn nhiều cái điều sơ cua, nhiều con đường để mà hy vọng lắm. Nhưng mà quan trọng là bạn quyết định chọn con đường nào. Từ từ nha. Đấy, cái lời khuyên cho bạn là dứt khoát hơn á. Và cái năm gậy này nó như là những cái que diêm. Ở trong cái hộp que diêm này nó còn nhiều cái que diêm khác á. Nó giống như việc bạn đốt hết cây này tắt rồi lại tới cây khác. Tức là bạn vẫn còn rất là nhiều những cái phương án dự phòng, chỉ là bạn đốt ngắn hạn thôi chứ bạn không có đốt dài hạn. Thay vì bạn đốt que diêm ấy, tức là thay vì bạn đốt cái cây có chút xíu, giống như là lúc thì bạn thích thì bạn đốt một cây, bạn làm một cái gì đó cũng ngắn hạn, thì hoặc nó cháy đến một cái thời điểm nào đó thì nó tàn, thì bạn lại tìm một cái gì đó khác cũng được, chứ nó cũng không hẳn là bạn sẽ làm một cái gì đó mà dự định dài hạn. Mình cảm giác là với những cái lá bài này toàn là những cái lá bài nói về việc là ngắn hạn. Ví dụ như bạn có những cái dự định dài hạn nhưng nó vẫn đem đến cho bạn những cái kết quả mà nó hơi bị ngắn hạn, tức là cái khả năng bạn làm chưa tới, hoặc là một cái điều gì đó dự định của bạn nó chưa đủ để mà đạt được một cái kết quả dài hạn. Bạn luôn chăm ở hiện tại và từng giây từng phút luôn. Tại vì mình cảm giác khi mình đốt que diêm thì mình nhìn á, và mình sẽ chăm vào những cái ánh sáng á, những ánh sáng nó hơi bị nhỏ bé, mà tự mình tạo ra. Có nghĩa là những cái việc bạn làm thì tự tay bạn tạo ra, chứ không phải là cơ hội mà người khác mang đến cho bạn. Tự bạn đi tìm kiếm cơ hội á, tự bạn đi tìm những cái thông tin nào đó nè, những cái cơ hội, những cái tiềm năng nào đó, rồi bạn tích góp từ từ. Nó ít thôi, nó không nhiều, nhưng nó vẫn có rất là nhiều những con đường cho bạn ở đây. Cái điều duy nhất mà bạn, lời khuyên cho bạn nếu con đường cho bạn là gì, thì mình nghĩ bạn nên tính một cái con đường dài hạn á, một cái gì đó mà bạn nên chăm vào dài hạn, và bạn không bỏ cuộc á, hoặc là bạn không tắt nắng nửa chừng á, tắt lửa nửa chừng á. Tại mình cảm giác cái tính bạn hơi vội vàng nè. Ví dụ như bạn làm một cái gì đó mà nó chưa có đủ cái thời gian, nó chưa có đủ một cái gì đó lượng dài để mà có thể lấy được cái thành quả dài hạn á, thì bạn đã bực bội, bạn đã muốn rút lui, bạn đã muốn thay đổi, bạn đã muốn có những cái dự định khác nữa, nên là bạn không có sự thiếu dự định, chỉ là bạn không đủ cái sự kiên nhẫn để mà có thể đi tiếp trên một cái đoạn đường dài á, làm một cái gì đó dài hạn á. Mình chả biết, mình chỉ biết là cho dù bạn có làm một cái công việc gì đó nó dài thời gian thiệt, nhưng mà những cái gì mà bạn đang tính toán ở thời điểm này nó chưa đủ để mà bạn đạt được những cái kết quả to lớn. Nhưng mà mình cũng cảm nhận được đối với những bạn nào mà đang tìm việc nè, hoặc là đang tìm những cơ hội, hoặc là đang muốn dứt khoát với một cái lựa chọn nào đó cho bản thân mình, hoặc một cái đường dài nào đó, hoặc một cái kết quả nào đó lớn hơn, thì bạn sẽ phải xem xét xem là những cái dự án hiện tại mà bạn đang có nó có thật sự là những cái một con đường dài mà bạn thật sự thích chưa. Tại vì khi mà mình đốt hết một cái quay gym là thời điểm đó mình thích á, thời điểm đó mình thấy cái đó nó sáng, nó tốt, nó, nhưng chưa hẳn là sau khi mà đốt hết quay gym rồi thì bạn lại cảm thấy hồi cái đó nó không ổn, hồi cái đó không tốt, hồi cái đó không sáng nữa, hồi cái đó nó không, mình không còn thích nữa, thì mình lại đốt tiếp một cái quay viên khác, mình lại đốt tiếp một cái lựa chọn nào đó khác cũng được. Nhưng mà bạn vẫn có thể kiếm ra tiền, nhưng mà nó chưa hề nhiều, bởi vì có thể là cái khả năng của bạn chưa tìm được một cái cây củi dài hơn, thay vì là những cái quay viên bé nhỏ. Bạn là một người rất là thông minh, rất là giỏi, rất là tinh về thông tin nè đó, về sự kiên nhẫn cũng có chứ không phải không, nhưng mà kiên nhẫn ở một cái giai đoạn ngắn hạn thôi, chứ nó không dài ở đây nha. Những cái tin tức nào đó mà nó ngắn hạn thì bạn sẽ nắm bắt rất là nhanh, nên là bạn có thể kiếm được những cái cơ hội với những cái gì đó xu hướng ngắn hạn. Mình cảm giác nếu mà bạn thuộc tiếp người mà chạy theo xu hướng á, thì bạn có thể tìm kiếm được những cái xu hướng tốt nhất có thể, hoặc bạn tạo ra những cái xu hướng ngắn hạn cũng được, những cái lợi ích nào đó ngắn hạn. Cái tụ này đang ở cái trạng thái gọi là tâm thì rất tịnh, nhưng mà đầu óc thì rất tinh nha. Tại vì đầu óc của bạn đang muốn kiếm một cái khoản tiền nào rất lớn, hoặc là bạn đang có những cái dự định cũng lớn, nhưng mà khả năng của bạn hoặc là những cái cơ hội bạn đang có thì nó chưa đủ nhiều để mà bạn có thể phát triển rực rỡ được liền. Tụi này được cái có nhiều đường á, có nhiều cơ hội mà tự bạn tạo ra, tự bạn tìm thấy lắm. Quan trọng là bạn có thật sự giống như là kiên nhẫn để đi tới cùng hay không ha. Mình xem tiếp cho bạn nha, con đường nào cho bạn. Ok, mình chỉ có thể khuyên bạn là tại vì bạn có lá devil á, devil của bạn ở phía trên là 5 gậy, mà cái bên là kim tiền nữa, những cái đam mê về mặt vật chất, hoặc những cái mong muốn, những cái tham vọng, hoặc là rất là nhiều những cái con đường mà bạn thích ấy, thì đúng là có chứ không phải không, hoặc những cái điều mà có thể giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn vẫn có. Nhưng bên cạnh đó, bạn nên suy nghĩ tới cái tâm, bạn nên suy nghĩ tới một cái gì đó gọi là khiến cho bạn bình yên mà dài hạn. Bất kỳ điều gì bạn cũng phải bỏ ra Bạn cũng phải nuôi dưỡng, bạn cũng phải thực hiện theo ước mơ của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi là ước mơ của bạn là gì? Nó giống như việc bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền, từ ít tới nhiều, cho cái con đường A đó. Bạn cũng có thể kiếm từ ít tới nhiều cho cái con đường B, C, D gì đó cũng có thể. Nhưng quan trọng cái tâm của bạn, quan trọng cái ước mơ thật sự của bạn, bạn muốn bạn như thế nào ha. Tụ bài này mình cảm giác là quăng bạn vô chỗ nào cũng được á, cũng sống được chứ không phải là không đâu. Bạn có thể kiếm ít tiền cũng được, bạn cũng có thể gọi là từ từ tích góp để cho thành nhiều tiền cũng được, nó không vấn đề. Và bạn thậm chí là bạn có thể gọi là làm lại từ đầu cũng được, cũng không vấn đề. Cái vấn đề của bạn ở đây đó là trải qua thời gian dài, trải qua rất là nhiều điều, thì bạn trở nên một người khôn khéo hơn, một người nhẫn nhịn tốt, hoặc là có thể xử lý được tốt rất là nhiều những tình huống mà bạn có thể gặp phải. Nhưng quan trọng là bạn thực sự thích điều gì á. Tại vì mình cảm giác những cái sở thích của bạn nếu đi đến cùng thì vẫn được, vẫn có thể đạt được kết quả. Nhưng mà cái ước mơ thật sự của bạn là gì kìa. Tụ bài này ở thời điểm này á, bạn có thể sẽ trốn tránh mọi người, bạn có thể trốn tránh những người khác, tại vì bạn có những cái suy nghĩ hơi bị tiêu cực liên quan tới xã hội hoặc những người xung quanh ấy. Coi chừng tụ này sẽ sợ đám đông ấy, hoặc sợ mọi người, bạn bè, hoặc là những người nào đó mà bạn cảm thấy không ổn ấy. Tụ bài này các bạn sẽ thích chơi một mình nha, thích làm một mình, thích tự tạo ra những cái tiềm năng nào đó cho bản thân mình một mình thôi, tự xây đế chế một mình, nó tự học hỏi hoặc là tự trải nghiệm từ từ và trở nên giỏi giang gì đó trong nhiều lĩnh vực cũng được. Nhưng liên quan tới cộng đồng hoặc những người khác thì bạn sẽ cảm thấy là bạn sẽ có một cái lối đi riêng, hoặc là bạn không có muốn hòa nhập với người khác nhiều đâu. Đó là những cái điều mà bạn hơi trăn trở ấy. Đấy. Mình cảm giác các bạn đang muốn bứt phá, đang muốn ngắt ngắt một cái giai đoạn gọi là một cái vòng lặp của bạn. Bạn đang muốn ngắt một cái vòng lặp của bạn để mà bạn bắt đầu cho mình một cái điều mà bạn thật sự phù hợp với bạn. Có thể là một cái ước mơ nào đó. Nhiều khi một số bạn ở tụ bài này các bạn cũng chưa rõ thật sự bạn ước mơ, giống như sở thích thật sự hoặc là ước mơ thật sự của bạn là gì. Nhưng quan bạn vô cái gì bạn cũng có thể làm được. Nhưng quan trọng là ở giai đoạn này bạn muốn kết thúc những cái vòng lặp của bạn hay chưa, hay là bạn muốn tiếp tục trên cái vòng quay số phận là cứ lặp đi lặp lại với những điều đó cũng được, tùy bạn thôi. Nhưng mà mình cảm giác là bạn không có muốn gọi là chạy mãi trên trên cái vòng quay bánh xe số phận, mà là bạn muốn tự bạn làm chủ cuộc đời bạn á, với một cái vị thế nào đó cao hơn, hoặc với một cái gì đó mà nó vững chắc hơn nữa. Và mình cảm giác nó không phải là bạn sẽ phải vòng quay với những cái sở trường, sở thích nào đó mà nó nhỏ nữa, mà là bạn sẽ tập trung lại thành một cái gì đó nó to, thành một cái gì đó nó vững chắc, một cái đế chế, hoặc một cái gì đó mà nó logic hơn, nó có thể có những cái sự kết nối được với nhau, nó tạo thành một cái đế chế khổng lồ hơn á. Ví dụ bạn có sở thích ABCD gì đó, hoặc bạn có những cái tài năng ABCD gì đó, thì thay vì mỗi cái tài năng hoặc mỗi sở thích gì đó bạn có thể đạt được đến một cái đỉnh điểm nào đó. Nhưng cái mình đang nói đến kết thúc cái vòng lặp của bạn đó là thay vì bạn làm mọi thứ chút mà bạn phải tổng hợp được nó trở thành một cái con đường lớn hơn, một con đường xa hơn, một cái con đường mà vĩnh cửu dành cho bạn, phù hợp với bạn á, giống giống vậy. Tụ bài này nãy giờ mình chưa nói về tình yêu phải không? mình chỉ cảm giác là hình như là bạn có một cái đam mê về mặt vật chất nhiều hơn, còn tình cảm thì bạn rất là nhu mì nha, bạn rất là tử tế á. Nếu mà bạn quen ai á thì bạn sẽ là một người mà cảm thông cho người khác rất là nhiều, và bạn có những cái sự thu hút trong bạn rất là lớn, có thể từ ngoại hình hoặc là một cái trong bạn, nó như là một người mà có cái ánh sáng ấy trong bạn, là giống như người khác sẽ bị thu hút bạn từ ngoại hình cho tới những cái đặc tính nào đó trong bạn nữa, chứ không phải chỉ ngoại hình không nha. Có thể bạn có những tài năng hoặc bạn có những cái điều gì đó hay ho với chính bản thân bạn mà bạn khiến cho người khác bị thu hút, và thậm chí là cái cách mà bạn cư xử nữa. Mình chỉ cảm giác là không phải là bạn đối với ai bạn cũng đối xử tốt đâu, mà nhiều khi bạn thuộc cái phong cách gọi là thích né tránh người khác á, bạn thích chơi mình á, bạn thích tự tạo đế chế mình đó. Còn nếu mà ai yêu đương với bạn á thì bạn cũng là mẫu người cho người ta rất là nhiều cơ hội nha, bạn nhẫn nhịn, bạn cho người ta rất là nhiều cơ hội, đến một thời điểm mà gọi là bạn hết cơ hội để cho người ta đó, là giống như người ta hết cơ hội, hết cửa rồi đó, là tôi cho bạn bấy nhiêu cơ hội là đủ rồi đó, thì coi như là bạn tắt lửa, là bạn cũng hết tình cảm luôn cũng được, nhưng bạn cũng sẽ rất là khó quên người ta ha. Đó, nếu mà sau khi mà bạn kết thúc được một mối tình với một ai đó thì bạn cũng trở nên đề phòng, dè dặt hơn ấy, và đa phần sẽ là bạn kiếm tiền nhiều hơn, bạn tập trung vào những cái gì mà giúp cho cái đế chế của bạn nó vững mạnh hơn. Còn liên quan tới tình cảm thì có thể có nhiều người bạn bè, có nhiều người để bạn tìm hiểu, hoặc có một ai đó mà phải thật sự khiến cho bạn cảm thấy gọi là họ cũng đặc biệt lắm á, thì bạn mới chú tâm, bạn mới để ý thôi, bạn mới muốn tìm hiểu thôi ha. Tụ bài này nếu nói về tình cảm thì bạn sẽ phải cần tốn thời gian khá là lâu để mà yêu thương hoặc là hồi phục, hoặc là để mà dành tâm trí cho cái người yêu của mình. Tại vì mình cảm giác star nó nói về việc là quá khứ bạn đã trải qua quá nhiều thứ khiến cho bạn gọi là phải hồi phục lòng tin từ từ, phải nuôi dưỡng, phải yêu thương một ai đó cũng phải từ từ, chứ không thể nào vội vàng được á. Ok, tích cơ cho các bạn tụ 3 ha. Chữ cái các bạn có chữ Z, chữ A, chữ U, chữ Y ngắn, chữ U nhân 2. Đấy, tụ này tích vàng, tích tiền lum nè. Nhưng nỗi buồn cũng như chứa cũng nhiều ấy. Nhưng mà được cái là cái mặt không có cảm xúc ha. Tụ này thích chơi mình lắm. Những đứa tự kỷ ở đây nha. Lì lắm, khó lay chuyển bạn lắm nha, nhưng vẫn là những cái người sống tình cảm nè, chất chứa tình cảm bên trong nhiều nhưng mà mạnh mẽ lắm. Rồi chữ cái chữ Y ngắn, chữ N này, chữ ngắn nhân 2 nữa nè. Rồi xong luôn, những người mà thầm kín, khép kín ha, mà chăm chỉ á. Ok, mình kết thúc trả bài cho các bạn ở đây nha. Bye bye.